telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try again or walk away, but I believe for you and me the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart, but I can make you see it through. And that's something only love can do. In your arms, as the dawn is breaking, face to face and a thousand miles apart, tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust, but only love can say. Try again or walk away, but I believe. Change of heart, but I can make you see it through. That's something only love can do. Yeah. I know if I could find the words to touch you. Xin kính thưa tất cả quý ông, bà, cô, chú, bác cùng toàn thể tất cả các anh chị em, hai họ. Tôi xin đại diện cho họ nhà gái, xin có một số đôi lời. Hôm nay hai gia đình chọn ngày lành thoáng tốt của tổ chức lễ thành hôn và vui cho hai con. Gia đình nhà nữ chúng tôi đã tổ chức lễ cưới xong rồi. Họ nhà trai đã đem lễ vô nhà gái đã tổ chức xong. Hôm nay họ nhà gái chúng tôi đưa cháu Trang về để đến gia đình nhà trai để làm lễ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu để tiên linh ông bà, và không gì hơn. Sau nữa là gia đình họ nhà gái chúng tôi rất là cảm ơn họ nhà trai đã tiếp đón nhiệt tình và chu đáo, không gì hơn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa ba con của bà Hai Họ và kính thưa họ nhà trai, cũng như cái chương trình là theo cái chương trình thì hôm nay là họ nhà gái đưa cháu Trang ra để là nhập gia của gia đình chúng tôi. Thì chúng tôi thay mặt cho họ nhà trai xin chấp nhận cháu Trang là cháu dấu hiền của là con cháu dấu hiền của họ nhà chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hai cháu trưởng thành trong cái cuộc sống, mong hai gia đình hai họ là giúp đỡ cho các cháu trưởng thành hơn, và như thế là chúc sức khỏe cho họ nhà gái. Like nobody else.
not hear of you now I'm addicted. You never know what's missing till you get it. Make your day when you feel the world is on your shoulders. I don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Until you see, it was enough to know if I ever let you go, I would be no one. 'Cause I never feel. I wasn't looking for someone. Oh, until you, it feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Yeah.
No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I know our love forever. I know no matter what, if only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. Gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Yêu anh
thời gian chẳng xa xôi đâu. Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say. Chỉ là gian đêm thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười. Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che cho em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời. Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Và con tim cùng chung một nhịp. Khi ta có trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Yeah.
Phượng. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về với sân khấu, cùng đến với một tiết mục hot xuất đầu, một món quà đến từ gia đình qua phần trình bày của anh Đàn, anh trai cô Rồng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Chúng ta ở phía dưới tiền gửi tới những lời chúc mừng tốt đẹp.
Về phía gia đình nhà trai chủ hôn buổi tiệc chiều hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến từ địa chỉ tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, có sự hiện diện của ông Trần Xuân Truyền và bà Nguyễn Thị Hồng Hà, là bố là mẹ của chú rể Trần Thống. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị chúng ta ở đây để chúc mừng cho nhà trai. Quý vị và các bạn thân mến, chung niềm hạnh phúc và đang chung trên cánh thật hồng với gia đình nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chúc mừng cho sự hiện diện của quý ông Lê Kim, quý bà Ngô Thị Hồng Nga đến từ Đại Lộc, Quảng Nam, là thân sinh phụ mẫu của trưởng nữ Lê Thị Phương Trang. Xin được diện kiến với quý vị một tràng pháo tay nữa để chào đón và chúc mừng. Thân mến, buổi chiều hôm nay rất là vui và hạnh phúc khi mà gia đình chúng tôi được đón tiếp đông đủ sự có mặt của quý vị. Và để đáp lại những tình cảm tấm lòng nhiệt thành của quý vị trở về đây tại chiều hôm nay, ngay sau đây gia đình chúng tôi sẽ bày tỏ những lời tri ân, những lời cảm ơn để được gửi trao cho tất cả mọi người. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ là người đại diện chung vào hai bên gia đình có những lời phát biểu ngay sau đây. Xin trân trọng kính mời. Thưa quan viên đại hội, kính thưa quý vị khách quý của hai gia đình chúng tôi, hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của hai gia đình chúng tôi, ngày mà hai con chúng tôi Trần Thống Phương Trang nên vợ thành chồng, ngày mà hai gia đình chúng tôi chính thức kết tình thông gia. Niềm vui đó được nhân lên gấp bội bởi sự hiện diện của quý vị tại hội trường này là món quà vô giá mà đã dành tặng cho hai gia đình chúng tôi. Xin thay mặt hai gia đình được nói lời chân thành cảm ơn và chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc, và xin mời tất cả quý vị trong hội trường đắc ly chúc phúc hai con chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe những lời phát biểu rất rõ ràng, danh mạnh, ý nghĩa, đó là tấm chân tình, tình cảm lớn lao nhất mà ngày hôm nay đại gia đình hạnh phúc chúng tôi trân trọng gửi đến tất cả quý vị. Và tiếp nối chương trình, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng hướng vào ánh mắt yêu thương của mình về với sân khấu để cùng với chú rể cô dâu sẽ cùng nhau đến với những nghi thức trang trọng trong buổi chiều hôm nay. Em hãy hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau, chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Thì ngay lúc này, chắc hát chúng tôi kính mời quý vị khách quý tiếp tục ứng mắt về đây cùng dõi theo và chúc mừng các những món quà trở về sân khấu để chúc mừng cho chú rể cô dâu. Món quà đầu tiên chúng tôi xin mời quý vị cùng chào đón một món quà đặc sắc và đặc biệt đến từ trung tâm tổ chức sự kiện sân bắn của chúng tôi. Chiều hôm nay gia đình lựa chọn thời không gian tuyệt
điểm này, phó mắt lịch sự để tổ chức cho ngày trọng đại lễ thành hôn của hai con, được chào đón tất cả ông bà anh em bạn bè khắp mọi nơi trở về tại chiều hôm nay tại không gian đẹp này để được minh chứng và chúc mừng cho gia đình, chúc mừng hạnh phúc của chú thầy cô dâu. Mời quý vị cùng chào đón món quà đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Sun Palace. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị cùng đồng hành với trung tâm tổ chức sự kiện Sun Palace trong buổi chiều hôm nay, một đơn vị quan trọng để cùng mang đến niềm hạnh phúc viên tròn cho đại gia đình. Ngay sau đây chúng ta xin được trân trọng mời lên sân khấu món quà đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực An Phượng. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, An Phượng, một trong những đơn vị ẩm thực hàng đầu tại Quảng Bình, hơn 15 năm trong lĩnh vực chuyên ngành, An Phượng chúng tôi không ngừng lắng nghe, đổi mới, cùng với sự tinh duy, cẩn thận, tỉ mỉ đã tạo nên đẳng cấp mang thương hiệu An Phượng. An Phượng chúng tôi rất hạnh phúc khi niềm tin của quý khách hàng đã nhận về sự hài lòng. Và một lần nữa xin được cảm ơn chân quý khi được đồng hành cùng đại gia đình hạnh phúc và tất cả quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Và đây chúng ta đang được chào đón vị giám đốc đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn tổng An Phượng đang và đang có mặt tại không gian tuyệt đẹp sân khấu trung tâm để gửi trao những tình cảm qua một món quà để chúc mừng cho đôi nhân ương trăm năm hạnh phúc. Thay mặt cho gia đình chủ thể cô dâu, chân thành cảm ơn những món quà vừa rồi đã gửi trao và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình khai tiệc của công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực An Phượng. Xin phép được bắt đầu. Với những món ăn ẩm thực khai vị đầu tiên mà nhân viên của An Phượng chúng tôi mang về cùng với đại gia đình để phục vụ cho tất cả quý vị trong chương trình đại lễ thành hôn chiều ngày hôm nay. Trong mắt chúng tôi những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị có một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngay sau đây chúng tôi xin mời chú rể cô dâu và hai bên gia đình tham gia về với quý vị khách quý để gửi tới những lời cảm ơn tới tất cả mọi người và sẽ được đón nhận những tình cảm mà mọi người đã mang về đài không gian chiều hôm nay. Xin mời đại gia đình chúng ta. Mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu sâu lắng nhẹ nhàng.
về lối ca khúc viết về quê hương. Mời quý vị chúng ta cùng đến với nhạc phẩm có tựa đề Chuyến ở quê hương. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
nghe giọng ca của em Hoàng Hương trở về sân khấu để tiếp tục chung vui, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Xin mời. Yeah.
Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình, bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón một món quà của gia đình, một người em gái của cô dâu. Xin được chào đón tiết mục nhảy của em gái cô dâu trở về sân khấu để dành tặng cho tất cả mọi người. Mời quý vị chúng ta cùng dõi theo. Trưởng đàn thần nhất lũ nhóc len bên giống qua đèn cần tất lâm vô miền Tây không có như còn phải dễ chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ ba con lối sớm hồi bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê vậy nào người ơi ga ghế vậy đi
đi nè, để ăn cái gì cho nó. Một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha, một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá, ngoài xa đá ngoài khẩu ca mình cùng ca. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, cùng thế gian mãi đêm nay ta sai ta mãi. Qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má